Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bác Năm và Bình Dương rất là nhiều. Cháu cảm ơn ba nhiều nha. Ba cứ tiền ra lại nhiều cho hai vợ chồng nha. Tam Giác Mạch xin phép giới thiệu với quý khán giả trên kênh. Hiện tại thì gian hàng nhỏ bé của Tam Giác Mạch có những sản phẩm bao gồm là trà đây. Đấy. Mật ong hoa bạc hà, sản phẩm thuốc đại tràng, HG, măng rừng này, dứa rừng này, rồi là chuối hột và đặc biệt là có sản phẩm mật ong khoái rừng tự nhiên xịn, măng thì cực kỳ đẹp rồi. Đấy, nấm ngọc cẩu ngâm rượu nhé, công dụng thì rất là rõ, bổ máu bổ thận, kích thích đường tiêu hóa thông tiểu, đấy, bổ dương cực mạnh nhé. Đấy, hoa đu đủ này, măng rất nhiều, rượu kháu vái lèng. Đấy, mỗi khi mua sản phẩm thì sẽ được tặng thêm một chai để dùng thử. Ngoài ra thì có nụ tam thất và sản phẩm nghệ mật ong bạc hà ngâm nghệ đen, tác dụng là chữa đau dạ dày, viêm loét dạ dày. Đấy, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Ngoài ra thì có bột tam thất này. Đấy, và cả hạt óc chó nữa mọi người nhé. Cô ba anh chị mua thì liên hệ theo số điện thoại 0816145678 là Tam Giác Mạch sẽ gửi cho ạ. Xin cảm ơn ạ. Anh tưởng là cha đạm không nói, vẫn vun ngô đàng hoàng mà. Cái này nhanh nhỉ. Hôm anh em mình vào xem đất đang có ngô mọc thôi. Mấy này mưa nó mọc nhanh á. Vẫn làm lụng đấy nhỉ, không chịu nghỉ đâu. Ngày nào anh em mình lên thì hôm nọ lên hai vợ chồng cũng làm lụng. Hôm nay lên thì hai vợ chồng cũng vẫn rất là chịu khó mọi người ạ. Anh em mình đang đứng ở đường đi vào nhà của Xính Ngọc và hôm nay cháu Hiệp quay trở lại đây thì có một cái câu chuyện phải nói là rất vui, rất tích cực. Đó. Do vậy mà muốn chia sẻ với quý khán giả, cô chú anh chị và mọi người. Bây giờ mình sẽ hỏi ở đây thôi, trước mắt là để xem cái tin vui đấy thì chốc nữa cháu sẽ bật mí với tất cả mọi người. Đó. Vẫn đi làm à? Anh hỏi tí. Chuồng trại này có trống ô nào không? Chuồng trại này? Không à? Yêu thế. Mệt quá, ngồi dậy. Về thì làm vừa vừa thôi. Hôm nay anh đến thì thông báo tin vui cho em. Anh già về nhà rồi à? Về rồi, hôm qua rồi. Đang ở nhà phải không? Thế cái chuồng trại này là bố mẹ bây giờ là nuôi những cái gì? Nuôi hai con bò của anh cháu ở trên Tạ Phì bên kia. Hôm nay thì anh đến thông tin cho vợ chồng em một cái tin vui. Có muốn biết tin vui đấy là gì không? Giả sử bây giờ có người cho mình hai cặp dê thì có nuôi được không? Tức nghĩa là 4 con dê. Dê thì nuôi được, dê thì ít thôi. Dê thế thì nuôi ở đâu? Không biết nữa, không có chuồng trại thì... Thì thôi không lấy nữa nhỉ? Có nhưng mà không có chuồng trại thì cũng không biết là như nào đấy. Anh đang thử hỏi xem là cái chuồng trại của nhà bố mẹ mà nó trống một hai chỗ thì mình xin tạm. Còn không thì... Nhưng mà có nuôi được không đã? Nuôi thì được. Nuôi được? Vâng. Thế có làm được chuồng không? Chuồng thì... Mình lấy cây tre về làm đơn giản thôi mà. Lặt được nhưng mà không có bờ lô. Có bờ lô thì... Bờ lô 2 tấm anh tài trợ cho.
Một lô thì chắc là 4 tấm đi nhỉ? 4 tấm hay là 6 tấm cho nó ấy. Thế anh hỗ trợ cho. Ok. Được chưa? Được. Thế dự kiến làm ở đâu? Thế bây giờ về đi, về nhà đi. Tại vì là anh thông tin như vậy để cho vợ chồng em có cái động lực, hiểu không? Thì em còn nhớ bà Năm ở Bình Dương không? Có. Bà đã hỗ trợ tiền cho mình đúng không? Để đúng đi rồi. Khám bệnh đúng không? Đấy. Thì bây giờ gọi cả Ngọc về một tí đi, để anh tranh thủ anh vào bảo hai vợ chồng một tí thôi. Xong là anh đi về rồi. Thì như thông tin quý khán giả vừa lắng nghe anh em mình tâm sự đấy, thì cháu Hiệp cũng muốn là lợi dụng cái chuồng trại của nhà bố mẹ một tí, nhưng mà lại không có rồi. Nên là mà thôi, tốt nhất là cũng đừng dính dáng đến bố mẹ nhỉ. Đến lúc lại thế này thế kia thì cũng khó. Nó hiện tại thì chưa làm nhà, nhưng mà đã có quà rồi. Do vậy mà anh em mình muốn thông tin vui tới hai vợ chồng trẻ. Ngọc ơi, về anh bảo tí Ngọc ơi. Ngọc, ơ, nó chế nhỉ không ạ? Nó chế giả tí là hay. Tại vì là bà Năm bà rất là thương em và Ngọc. Đấy. Nên là dù là chưa làm nhà, nhưng mà sẽ có những cái món quà rất lớn đến với hai vợ chồng, là những cái khối tài sản đầu đời nhất. Thì sẽ làm ở trong khuôn viên đi, trong khuôn viên của chuồng gà, hiểu không? Chuồng dê 4 con thì chỉ cần to bằng ví dụ như này được 2 con rồi này. Như này làm được 2 con rồi. Biết làm chuồng dê không? Có. Và nuôi dê thì cần rất là nhiều kỹ thuật. Đấy. Thì mình không nuôi gần nhà được, mình phải làm xa xa một tí đi. Góc bên này, nếu mà làm thì... Làm ở đây hay là làm ở đây? Đỡ hôi, chỗ nào đỡ hôi, dê thì sẽ hôi. Không thì làm ở gốc cây bên kia. Chỗ nào mà bọn em bảo quản dễ, cái quan trọng là mình phải là người chăm sóc và bảo quản được. Có vẻ nghe tin vui nhưng mà cũng thở dài lo lắng đấy nhỉ. Nhưng mà phải cam kết là nuôi được, chăm được và thích nuôi, nuôi phải hiệu quả thì bà Năm mới có quà cho mình. Nuôi thì không có vấn đề, nhưng mà em cũng lo một điều là làm ở đây xong rồi lại làm nhà trên kia nữa thì không. Tạm thời bây giờ mình làm tạm thôi. Đúng rồi, làm bởi tạm. Bởi vì bây giờ làm nhà cũng phải mất 1 tháng nữa mình mới xong cơ mà. Đúng rồi. Đấy. Thì xong mình lại dọn lên ở tạm thôi. Như thế cũng được. Thế thì làm luôn ở đây. Bởi vì trong khuôn viên chuồng gà thì sẽ cùng nhau bảo quản và nó dễ hơn. Đúng rồi. Làm gần nhà thì lại không được. Gần nhà thì dê thì nó hơi thúi thúi một tí thì làm nhựa đây này thì nó thúi về nó hôn về rất là ấy thì làm ê. Thế làm thì lại đây luôn. Đấy. Vui không? Nếu mà có con vật nuôi có vui không? Có. Như nhà em bây giờ là không có cái gì. Không, em không có một cái gì luôn. Còn có, 2 con vịt. 2 con vịt. Với lại có gà bé bé chán. Con gà em chán vừa xin anh già. Nếu mà có thích nuôi gà như này không anh? Một con này bao tiền? Một con này 24.000. 24.000. 10 con 240. Thích nuôi anh đầu tư cho. Nhưng mà ăn gà, gà này ăn loại ăn ngô nhiều lắm. Thôi, trước mắt là món quà của cô Năm như thế nào thì mình đón nhận như vậy đã. Cái anh em mình lo nhất là hai vợ chồng sẽ không chăm được và không có hứng thú với món quà đấy. Do vậy mà hôm nay lên đây để thông báo cũng như là hướng dẫn các em luôn để triển khai cái vấn đề đấy. Và mọi người cũng hết sức hiểu và thông cảm cho anh em mình là gì? Không phải cứ có nhà mới phải làm trang trại hay mới làm kinh tế cả. Bởi vì làm kinh tế thì thời điểm nào cũng là hợp lý cả. Như bây giờ bà Năm bà hỗ trợ mình ấy, tức nghĩa là bà mong muốn mình là sẽ có một cái vốn, có một cái vốn liếng và có một cái năng lượng
Đấy, bởi vì chưa làm nhà mà mình đã có dê có gà rồi thì mình sẽ tích cực hơn, chịu khó hơn. Đấy. Hôm nọ anh bảo cái nguồn nước của mình là phải lo đảm bảo cho anh. Nướng à Ngọc? Lấy đâu về đấy? Chín rồi à? Chín. À. Vất vả nhỉ? Ngọc thấy ngày nào cũng đi làm. Xính là đi hỗ trợ, ngày nào cũng đi hỗ trợ. Thôi bây giờ còn mỗi bàn tay trắng thì mình phải cố gắng để mà vươn lên thôi. À. Bây giờ anh thử nói chuyện với Ngọc xem nào. Đây. Ú, mặc nhiều áo thế, không nóng à? Hả? Được, ngày nào cũng gọn gàng như thế này là anh thấy hài lòng rồi đấy. Ngọc nói được tiếng phổ thông nhiều chưa? Lại lắc đầu rồi. Bây giờ thích nuôi con gì nhất Ngọc? Hả? Không được nói nhá, để anh tự nói với Ngọc. Hả? Nhìa dư tuế thì đúng như tưởng như mà lo mà bông như tàu mà chi tàu mua chi trỏ nên nhảy dù á gì hả nên dù tàu á gì là khả năng nên dù tàu á gì thải có xé buồn mà chỉ một bao cứu bông bao cứu buồn. Nhìn dù tuần chi chứ nhỉ? Vậy, ở từ này còn bạo hớ mà tao hớ. Ít từ mà quyết định chỉ tao hớ. Thấy chưa? Ừ. Nước này thì lâu là hay. Ồ, còn từ xanh mà mua từ bò nhóc để Bình Dương. Bố này ốp của đô la hay giờ 200 đô la cái gì nữa phải không? Rồi đúng rồi. Đấy. Mà hải nê dù tàu mà pu mà ốp của đô la mà dù xì chứ dù xì mà tàu pết tù. Đấy. Mình này cam kết dù tàu mà tù bò pu. Nên dù chỉ tàu mà ủa chỉ xanh mà chỉ pu ớ. Tao mà mua hải rau la à. Thì làm à. Ừ. Đấy. Còn tao kèm à. Còn tao kèm mà ở đây mà ở tù này ở đây lung quốc. Lung quốc dùng gì mà bao quốc gì bao? Lâu lúc ở lung quốc dùng gì mà ở đơn giản chứ. Đây à. Đấy. Hôm nay hai vợ chồng ngồi đây rồi thì cũng hai mặt một lời. Và đây sẽ là cái thông tin chính xác. Bởi vì là cô chỉ dặn cháu Hiệp là lên đây để hỏi thôi. Nếu được thì cô sẽ gọi là tặng cho hai vợ chồng là 200 đô để mua vật nuôi. Với cái quỹ tiền đấy thì như bình thường anh em mình hỗ trợ bà con ở trên này ấy, thì sẽ là mua dê. Mua dê nhá. Mua dê thì bây giờ với cái giá thương phẩm hiện tại ở thị trường là rơi vào 140 một cân, 140 đến 150 một cân, tùy thời điểm thì mình sẽ mua được 3 con, mỗi con khoảng 15 cân. Đấy, không đến. Mình mua dê giống thì sẽ mua 2 con cái một con đực tốt. Đúng rồi. Mua 2 con cái một con đực thì mới không đi mượn người ta về. Nhưng mà nó chuộn thì cũng rất là phải dê thì cũng không biết là chuộn như nào cũng không biết đâu. Có cọt đợt cùng thì mới đấy. Thì nó sẽ phát triển nhanh. Đúng rồi. Như bình thường một năm dê có thể được 2 lứa. Đúng rồi. Nếu mà chậm thì một năm là một lứa. Đấy, do vậy mà anh thông tin tới vợ chồng em và anh cũng sẽ là người hướng dẫn và đồng hành với bọn em để đón cái khối tài sản lớn này của bà Năm ở Bình Dương. Đấy. Hai vợ chồng có chắc chắn là nuôi được không? Có. Được. Và nuôi là phải ra sản phẩm. Tức nghĩa là mình phải vỗ béo nó, nuôi lớn nó. Đấy. Rồi là phải có trách nhiệm với nó, chăm sóc bảo quản. Đó. Thì
về kỹ thuật nuôi thì anh cũng sẽ tham khảo và anh sẽ chia sẻ cho em, bởi vì anh cũng đã hỗ trợ bà con ở trên này là nhiều gia đình là đã có bê dê rồi. Thì với 200 đô của bà năm hỗ trợ thì anh em mình sẽ mua được khoảng 3 con, 2 con cái đẹp và 1 con đực đẹp. Thì 2 con cái trong vòng 1 năm nếu mà nó đẻ được một lứa một con thì nó cũng sẽ được 4 con trong vòng 1 năm rồi. Thì mình nuôi 1 năm thì 4 con đấy nó cũng ít nhất nó cũng phải có gần 1 tạ thịt rồi. 4 con mà mỗi con ít cũng phải được hơn 20 cân. Dê thì mình cắt cỏ nhiều cho nó ăn, với lại nấu cá cho ăn thì nó phát triển nhanh hơn. Bò thì 1 năm chỉ có để 1 con thôi. Bò thì 1 năm 1 con, thậm chí 2 năm 1 con cơ. Đúng rồi. Nếu mà phối giống xịt là như nhà anh tuổi điếc bây giờ vẫn cần xịt kia kìa. Thì nó còn đấy hơn. Đấy. Vì sao anh chọn dê cho bọn em có biết không? Có. Vì sao? Vì dê thì nó nuôi thì nó dễ nuôi. Nuôi thì dễ nuôi. Vì nó ăn cỏ thôi. Còn nuôi lợn các kiểu thì nó ăn ngô nhiều quá, nuôi được. Đúng rồi. Ăn ngô và ăn cám. Đúng không? Bò với dê thì nuôi dễ nhất. Riêng dê 3 con thì hai vợ chồng em một ngày chỉ cần lấy một điệu to thôi. Đúng rồi, dê thì nó một ăn buổi ít sáng thôi. Là dê nó cả ngày tung tăng rồi. Đấy. Nói thế Ngọc hiểu không? Nhìn thẳng một tí sao mà nhìn xuống đất sướt thế? Xấu hổ à? Ngại gì, anh đến sướt mà còn ngại gì nữa. Đây là đồ bảo hộ, áo chống nắng với cả là tạp dề các em vừa đi làm nương về nên là mọi người thông cảm. Và bình thường sinh hoạt mọi người cũng thấy em Ngọc cũng rất là... Tóm lại bây giờ đã thay đổi cái tư duy là từ váy là bỏ hẳn rồi. Đấy, chỉ có quần thôi, rất đẹp. Hôm nay thì thật sự là như thế này. Cũng đừng lo nhá, chưa có nhà mà đã có trang trại hay là có chuồng trại thì đừng lo. Mà mình hãy tưởng tượng là gì, chuồng dê mình sẽ ghép bằng cái cây mai, cây các thứ để mà lắp ghép ở tạm một tháng. Thì khi mà xong nhà một cái mình dọn lên làm gần nhà luôn, tức nghĩa là mình sẽ đầy đủ có nhà, có dê. Vui không? Tự nhiên bây giờ có thêm 3 con dê nuôi có sướng không hả Ngọc? Hả? Vui không vui? Vui. Đấy là vừa đang nói câu chuyện là bài toán kinh tế anh tính cho bọn em. Dê thì mình chỉ mất khoảng 1 năm là mình đã thu hồi vốn rồi. Nhanh là như vậy. Mà thứ hai là nó chỉ ăn cỏ thôi. Mình hỗ trợ nó là thuốc này, và rồi là ít muối. Và cám thì một tuần em chỉ một bữa cũng được, không vấn đề gì. Dê thì không ăn cám bao nhiêu. 3-4 ngày nó một lần cũng được. Như Ngọc tính nuôi lợn thì cũng đúng, lợn thì tiền to. Tức nghĩa là mình nuôi 1 năm đến cuối năm mình bán 9-10 triệu một con cũng được. Thì nó tiền to, nhưng mà đổi lại thì chỗ tiền cám lợn đấy thì mình cũng hết luôn rồi. Hết cái lãi rồi. Đấy. Thường thường bà con ở trên vùng cao này thì mong muốn là nuôi bò và nuôi lợn, bởi vì hai cái con vật chủ đạo này thì đem lại giá trị kinh tế cao hơn, và họ có kỹ thuật cũng như là có cái kinh nghiệm nuôi tốt hơn. Nhưng dê để mà nói thương phẩm thì dê còn có giá trị hơn rất nhiều. Một cân dê bây giờ nó là rơi vào 140 đến 150, tùy thời điểm cao hay thấp, nhưng mà bao giờ nó cũng dao động từ 130 trở lên. Do vậy mà một con dê mình nuôi được 30 cân, tức nghĩa là mình đã có bao nhiêu? 30 cân là đã rơi vào 4,5 triệu rồi một con. Đúng không? Một năm mà mình đã đẻ được 4 con, thì đến năm sau mình bán đi thì tức nghĩa là mình đã có gần 20 triệu rồi. Nhưng mà nếu mà mình nuôi lợn 3 con, 4 con mà trong vòng 1 năm thì mình bán đi sẽ được khoảng 24 triệu, nhưng mà trừ tiền cám và tiền ngô đi thì cũng hết bố cái lãi của mình rồi. Đúng rồi. Đấy. Hai vợ chồng bây giờ thì em không làm được nặng thì em đi cắt đúng không? Vợ đi ù. Đúng rồi. Đấy. Có cách đấy rồi. Không ốm đau thế này không làm được gì chứ có cắt được. Thì một mình sẽ cắt, một người sẽ điệu. Thì một ngày 3 con dê thì nói thật là một mình em Ngọc điệu khỏe là thoải mái rồi. Và bây giờ nó đang vào cái mùa mưa, do vậy mà cỏ rất là phát triển. Nhá. Đấy. Thì thử nói với Ngọc xem nào, nuôi được không? Làm được chuồng trại, nếu mà được thì anh Hiệp sẽ Chị Tàu kia
Không được chửi nhau nhá. Không sợ là nhiều lúc là ừ, anh không đi hộ em cắt cỏ, em không chăm được đâu thì không được đâu nhá. Đây là một cái tin vui mà anh mang đến trước thềm làm nhà. Thì đấy là câu chuyện trao đổi xong và cũng đã thống nhất được chỗ hai vợ chồng là thế thì ngày mai, từ bắt đầu ngày mai là chuẩn bị cây làm chuồng đi. Tối anh sẽ gọi điện cho bà Năm thì bà sẽ gửi tiền luôn và mình sẽ bắt đầu tìm dê rồi. Đó. Thì em cũng xin là em sẽ đi nhờ bác về hỗ trợ làm cho nó nhanh đi. Ba con nhá. 4,5 triệu thì cháu Hiệp tính là nuôi ba con thôi. Bởi vì là nếu mà mình mua 4 con bé thì nó cũng không tốt. Mình mua 2 con cái mà to một chút, con đực thì phải to rồi, thì giống to thì mới tốt. Đấy. Thì đấy là cái câu chuyện món quà của bà Năm anh em mình cũng tiết lộ ngay từ đầu đấy. Đấy là tin vui. Bởi vì bà Năm thì cũng đã đồng hành ngay từ lúc mà đi chữa bệnh, cô cũng đã gửi tiền cho anh em mình rồi. Và bà Năm cũng đã đồng hành với cháu Hiệp và các kênh thiện nguyện rất nhiều với bà con rồi, bên cạnh các nhà hảo tâm. Thì mọi người cũng đừng trách anh em mình là bây giờ nhà chưa làm mà chúng mày đã lo đi làm chuồng trại. Thì thật sự là mọi người phải hiểu ý sâu xa của bà Năm là gì. Muốn có một cái món quà khích lệ tinh thần trong cái thời gian mà chưa làm nhà này này, hai vợ chồng sẽ có việc làm. Thứ nhất là có việc làm đã. Thứ hai là cũng chăm dần quen dần đi, để đến khi mà có nhà mới một cái dọn về, tức nghĩa là mình đã quá quen với công việc đấy rồi, thì mình vô hình chung là mình sẽ có thêm cái kinh nghiệm để mà chăm nó tốt hơn, béo hơn. Đấy. Biết đâu đến lúc mà thậm chí là 1 tháng sau anh em mình mới xong nhà chẳng hạn, nhưng mà lúc đấy bò dê đã lớn hơn rất nhiều rồi. Thời gian bây giờ bọn em cũng là nông nhàn, chỉ có cha ngô hỗ trợ mẹ cha ngô cha phân thôi. Đấy. Bây giờ nói thật là hai vợ chồng hàng ngày chỉ có đi hộ mẹ cắt cỏ thôi. Đây là hộ nhá, bởi vì mẹ là đang nuôi rễ của người ta là 1 con bò. Hay 2 con? 1 con thôi. Một con đấy đang nuôi rễ. Thì là hai vợ chồng là trở thành là nông nhàn. Và ngô nhà của các em thì bây giờ đang bung hoa rồi. Do vậy mà cái thời gian nhàn rỗi bây giờ không có ai thuê việc gì, thì chỉ có hàng ngày là đốn củi về để đun này. Đấy, xong là phụ mẹ để mà làm việc nhà, lấy cỏ các thứ. Thì thay vào phụ mẹ thì mình sẽ phụ mình luôn, mình làm mình luôn. Đúng rồi. Đấy. Mẹ thì cũng có việc rất là nhiều, thì lúc mẹ đi rồi thì hợp chúng hộ cỏ rồi. Với lại có một con lợn bé đấy thì chăn lợn các kiểu hộ mẹ thôi. Thế bây giờ mình có dê rồi là mình sẽ không hộ được mẹ nữa đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thật ra thì những cái tần tảo, những cái sự chăm chỉ của em Ngọc thì anh em mình đến đây quá nhiều chứng kiến rồi. Do vậy mà do là các em chưa có cái gì để mà chăm, do vậy mà toàn bộ thời gian phần lớn là để đi đổi công này, đổi công để đến lúc mình làm họ đến giúp này, xong là đi làm thuê kiếm tiền, xong là đi hộ anh em để sau này mình có việc anh em sẽ đến giúp, và phần lớn còn lại là các em để lấy củi và lấy cỏ, hộ mẹ lấy cỏ này. Do vậy mà cái quãng thời gian chưa làm nhà này cũng sẽ làm một cái món quà của bà Năm tạo kế sinh nhai cho hai vợ chồng. Đây cũng sẽ là những cái niềm khích lệ, động viên tinh thần vợ chồng trong cái thời gian này, để hai vợ chồng có thể gắn kết hơn, có thể cùng nhau có những cái sự chăm sóc với những cái khối tài sản nhỏ đầu tiên. Để nói nhỏ thì so với nhiều người thôi, nhưng mà rất lớn so với hai vợ chồng. 1, 3, 4 con dê thì thật sự là mình đi lên từ cây mạ thì chắc chắn sẽ có cây lúa mọi người ạ. Bây giờ chỉ có 2 con vịt thôi thì đơn giản thả ngô vào xong, tối thả ra ao tí xong. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Đấy, mình phải, bây giờ mẹ đang lại gửi mấy con gà đây thì cũng lại hỗ trợ là chăm gà các thứ. Tuy nhiên thì phương án gà anh em mình cũng tính rồi. Bây giờ đang nghèo thì không thể chơi bài ăn ngô hay ăn cám được, mà chỉ có thể chơi bài ăn cỏ thôi. Đấy, ăn cỏ bên cạnh đấy là mình cũng lâu lâu mình có, đúng không? Đúng. Thì mình ví dụ một tuần mình hỗ trợ 1 bữa cám để mà vỗ béo nó, thì nó là cái trong khả năng thôi. Chứ còn bây giờ mà nuôi lợn như lúc nãy Xính Ngọc nói ấy, thì sẽ người cũng ăn mèn mén mà lợn cũng ăn mèn mén thì rất là khổ. Đấy. Thế thì hôm nay anh lên đây thông tin, thứ nhất là thông tin như vậy để mọi người có thể biết được là chưa có nhà nhưng mà hai vợ chồng Xính Ngọc đã có những cái món quà rất lớn từ bà Năm ở Bình Dương. Thì bản thân cháu Hiệp cũng muốn gửi lời một lời cảm ơn chân thành nhất tới bà Năm. Chúc bà luôn luôn mạnh khỏe và
thành công trong công việc, nhiều tiền để mà có thể giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, tri ân Thều nhiều tấm lòng vàng hơn nữa. Và hôm nay bà đã thấy rồi, hai vợ chồng rất là quyết tâm và trong ngày mai là sẽ làm luôn chuồng trại để mà chuẩn bị đón cái món quà của bà về để chăm sóc và phát triển đàn. Sau đó là sẽ là một cái hy vọng để thay đổi cái cuộc sống khó khăn, cũng như là có những cái khối tài sản lên me đầu đời. Còn bây giờ thì cháu Hiệp dành lời cho em Xính cũng muốn tâm sự một chút, em Ngọc cũng muốn tâm sự một chút tới bà Năm. Đấy. Hai vợ chồng cháu Xính xin cảm ơn bác Năm ở Bình Dương rất là nhiều. Bác đã gửi những số tiền rất là lớn về mua dê cho hệ chồng cháu nuôi. Cháu cảm ơn cô bắt rất là nhiều. Cháu chúc bắt thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cháu hứa với bác là cháu sẽ nuôi được, chăm được. Cháu hứa đúng với bác là cháu sẽ chăm nuôi được. Tốt, béo, sinh sản, phát triển đàn. Tốt, béo, sinh sản, phát triển đàn. Nói được, có làm được không? Ok. Nào, Ngọc nào. Nói lời cảm ơn bác, bà Năm nào, cầm mic đi. Nói tiếng mỡ kinh nhá. Cho Xính dậy cũng được mà. Thả như bình thường thôi. Mình phải luyện tập dần dần, đừng có ngại. Ở đây chỉ có bốn anh em mình thôi, có ai đâu mà ngại. Có thể cho cả bà Năm rất nhiều. Thả kìa. Cho cả ba nhiều nha. Ba cứ... tiền ra lại nhiều cho hai vợ chồng nha. Cháu mua dê. Mua dê cho hai vợ chồng nha. Hai vợ chồng cháu sẽ cố gắng nuôi và cho dê lớn. À. Rồi cố gắng sẽ vợ dạy vợ nói lời cảm ơn nhiều vào nhé. Và mình phải học tiếng phổ thông nhiều, bởi vì sau này còn sinh con đẻ cái, còn mình còn va chạm ngoài xã hội nhiều lắm. Bây giờ thời đại bây giờ là nó không phải ở xóm suốt đâu, mà mình ra ngoài đường lớn kia mình cũng đã phải nói tiếng phổ thông rồi. Đấy. Chị lo lúc nào có con thì con đau đi viện thì không biết tiếng thì cũng rất là khó. Nên là hai vợ chồng rồi tối tranh thủ là ngủ thì tâm sự một tí, đừng em có ngủ cũng, sớm quá. Em cũng dậy rất là nhiều. Lâu lâu phải gọi là em yêu ơi dậy ăn cơm đấy. Em dậy rất nhiều. Con mà nó ấy thì nó lại biết hết rồi. Chẳng qua là ngại thôi. Một phần là rất ngại vì là đứng trước máy quay thì ai cũng vậy thôi. Những ngày đầu cháu Hiệp cũng thế. Đó. Tuy nhiên thì dần dần sẽ quen và mọi người sẽ thông cảm cho các em. Các em sẽ dần dần sẽ trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình hơn. Thì một lần nữa cháu Hiệp và trước khi dừng video này thì chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm rất là nhiều. Luôn luôn quan tâm động viên hai vợ chồng và kênh nữa. Rồi là hôm nay thì bà Năm đã tài trợ cho cái video này để mà có những cái câu chuyện và món quà tới hai vợ chồng Xính Ngọc. Thì mọi người nghĩ rằng cái phương án chưa có nhà mà đã có dê là có hợp lý hay không? Thì mọi người cũng có thể là bàn luận ý kiến với cháu Hiệp ở phía dưới bình luận nhé. Còn cháu Hiệp thì cũng đã tâm sự hết nước hết cái với mọi người rồi. Thì bây giờ anh em mình xin phép dừng cái video thôi. Một lần nữa là cô ba anh chị có ủng hộ sản phẩm gì trên kênh Tam Giác Mạch cho hai vợ chồng cháu có thêm kinh phí thì có thể gọi điện số 45678 đuôi mọi người nhé. Bây giờ thì anh em mình xin phép dừng cái video này. Một lần nữa chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những thước phim tiếp theo. Xin chào.